ly chiên được để đó không lao hết. Giờ Thu nói với mẹ em có tấm ảnh đẹp này. Em cười quá, em mắc cười. Ra đây nha, uống 2-3 ly đi. Ly gì đó? Quay nhưng mà chỉ quay về đằng đấy thôi, đằng này không có. Thôi đá em ra, em uống không phải đâu. Không, màu dữ em. Ủa, trời, nó sao nó đông dữ vậy? Ủa, về đi mà. Mà đi trễ quá xong rất là đau bụng, rất là đi sớm ơi. Cái hồi này mà